cách đặt tên hay cho người tuổi Tý. Tuổi Tý là con giáp đứng đầu trong 12 con giáp, thường mang những đặc điểm như thông minh, vui vẻ, cởi mở, dễ được lòng người. Người tuổi Tý thường có nhiều tố chất của thủ lĩnh hoặc trở thành người giữ nhiều trọng trách trong xã hội. Vì vậy một cái tên hay ý nghĩa tốt, hợp phong thủy sẽ mang lại may mắn đến vận mệnh của người tuổi Tý. Căn cứ vào đặc điểm vốn có của loài chuột cũng như mối quan hệ với những con giáp khác mà có cách đặt tên hay cho người tuổi Tý để giúp tăng may mắn và tài lộc. Dựa vào thói quen ăn uống. Chuột là loài ăn tạp, chúng thích các loại ngũ cốc. Do đó, nên đặt tên hay cho người tuổi Tý có chứa các bộ thủ mang ý nghĩa về ngũ cốc, cây cỏ như bộ thảo, hòa, mễ, lương, đậu, mạch, châu, tâm, nhục. Những tên phù hợp như sau: tên Bình, tên Trình, tên Tô, tên Tích, tên Phương, tên Đại, tên Linh, tên Miêu, tên Bình, tên Minh, tên Hoa, tên Huệ, tên Nghệ, tên Tần, tên Trí, tên Hằng, tên Tính, tên Tỉnh, tên Khánh, tên Hoài. Dựa vào đặc tính sinh sống, chuột sống ẩn náu, thích đào hang, do đó nên sử dụng những tên có bộ khẩu hoặc miên, ý chỉ hang động, nơi trốn nghỉ ngơi. Những tên phù hợp như sau: tên Định, tên Quyết, tên Tự, tên Cung, tên An, tên Gia, tên Dung, tên Hiệu, tên Nghi, tên Phú, tên Bảo, tên Danh, tên Đồng, tên Cát, tên Hợp, tên Hướng, tên Đơn, tên Hòa, tên Hỷ, tên Phẩm, tên Như, tên Nghiêm, tên Viên, tên Đồ, tên Đường. Dựa vào tính cách, chuột rất thích tô điểm và khá cho chuốt vẻ bề ngoài để làm đẹp cho bản thân mình. Do đó, thích hợp với những chữ có bộ sam, mịch, cân, thị, y. Những tên phù hợp như sau: tên Ngạn, tên Đồng, tên Hình, tên Thái, tên Bành, tên Bố, tên Phàm, tên Tịch, tên Thường, tên Chánh, tên Hồng, tên Thuần, tên Ước, tên Tố, tên Thân, tên Kết, tên Duyên, tên Cương, tên Kế, tên Phúc, tên Kỷ, tên Trinh, tên Viên. Chuột thích hoạt động về ban đêm nên đặt tên có bộ tịch như tên Danh, tên Dạ, tên Minh, tên Đa, tên Mộng. Dựa vào vị trí trong 12 con giáp, chuột là con giáp đứng đầu, được đặt tên trước nhất nên có thể xưng vương. Trong tên nên chọn chữ có bộ vương, quân, lệnh. Những tên phù hợp như sau: tên Linh, tên Cầm, tên Quân, tên Quan, tên Vương. Dựa vào mối quan hệ tam hợp với những con giáp khác, theo tử vi, Hợi Tý Sửu là tam hợp với Thủy ở phương Bắc. Sức mạnh của tam hợp có vận quý nhân, có sự trợ giúp rất lớn đối với bản thân từng con giáp. Nhóm tam hợp tuổi Thìn, Thân, Tý là ba con giáp thuộc nhóm kiên trì. Nhóm người này có sự đấu tranh, tinh thần trách nhiệm và tính kiên trì cao. Một khi họ đã quyết tâm làm gì sẽ đạt bằng được mục tiêu đặt ra. Do đó, nên đặt tên người tuổi Tý có bộ Hợi, Sửu, Thân, Thìn. Khi chọn tên, bạn nên dùng những chữ trong tuổi hợp đó để có sức khỏe dồi dào, được quý nhân phù trợ và tài vận tốt đẹp. Những tên phù hợp mang lại những điều tốt lành đó là tên Gia, tên Hảo, tên Nghị, tên Sinh, tên Long, tên Lê, tên Tượng, tên Dự, tên Tụ, tên Thân, tên Thìn, tên Cửu, tên Khôn, tên Viên, tên Thần, tên Chấn, tên Lân, tên Vân, tên Hợi, tên Sửu. Những tên người tuổi Tý cần tránh. Lưu ý rằng chuột thường chỉ hoạt động về đêm nên những chữ có liên quan đến bộ nhật, ban ngày hay ánh sáng đều không tốt. Đối với tên của những người cầm tinh loài này, những tên như Nhật, Đán, Tuân, Minh, Xuân, Tấn, Ý không nên dùng. Tuổi Tý xung với tuổi Ngọ, tuổi Mùi, do vậy cần tránh các tên như sau: Mã, Tuấn, Trúc, Dương, Tường, Đăng, Liệt, Nam, Huyền, Bảo, Yên, Nhiên, Ngoán, Hùng, Yến, Dịch, Thiệu, Tinh, Xuân, Thời, Ánh, Trí, Cảnh, Huy, Hiểu, Hội, Ý, Thiện, Nghĩa, Mỹ, Đạt, Viễn, Tuyển, Đô, Trịnh, Giới, Kim, Nhân, Đài, Tiên, Nhiệm, Trọng, Bá, Thân, Hà, Bảo, Truyền, Đắc, Tùng, Đức. Những người tuổi Tý mang mệnh thủy, mà thủy khắc hỏa nên tránh những tên gọi có liên quan đến bộ hỏa như Bính, Yên, Nhiên, Diệu, Hùng,
Yến, Lan. Để đặt tên cho con tuổi Tý, bạn có thể tham khảo thêm các thông tin về bản mệnh, tam hợp hoặc nếu kỹ hơn có thể xem tứ trụ. Trên đây là những thông tin về cách chọn tên cho người tuổi Tý. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp bạn chọn được một cái tên hay và ý nghĩa cho người tuổi Tý.